Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh trong cuộc họp báo sáng 21 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dự World Cup 2023 với tinh thần học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đương kim vô địch Mỹ lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7 trong khuôn khổ bảng E World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng hạng 32 thế giới, còn Mỹ ngự trị ở vị trí số 1. Đội bóng của huấn luyện viên Vlatko Adonovsky đang là đương kim vô địch, còn đội tuyển nữ Việt Nam mới lần đầu góp mặt tại World Cup. Ông Mai Đức Chung chia sẻ ở họp báo trước trận, chúng tôi cảm thấy vinh dự khi đây là lần đầu đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup. Chúng tôi tự hào đại diện người dân cả nước. Với chúng tôi, đội tuyển nữ Việt Nam đến đây với mục đích học hỏi kinh nghiệm là chính. Đội tuyển nữ Việt Nam còn non trẻ, cần học hỏi mọi đối thủ khác ở giải lần này. Đội tuyển Mỹ vượt trội về đẳng cấp so với Việt Nam. Nhưng chúng tôi không đến đây để du lịch. Có thể nói, tuyển Mỹ như ngọn núi cao sừng sững chắn phía trước. Nhưng không vì thế mà chúng tôi chùn bước. Việt Nam sẽ có đấu pháp hợp lý. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là hạn chế bàn thua, tránh chấn thương. Nếu ghi được bàn, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn nữa. Ông Mai Đức Chung nói tiếp, chúng tôi đến từ khu vực bóng đá còn chưa phát triển. Tuy vậy, Đông Nam Á tự hào khi có hai đại diện là Việt Nam và Philippines ở giải lần này. Đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành quá trình chuẩn bị cho World Cup. Sau trận giao hữu với Tây Ban Nha ngày 14 tháng 7, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục rèn kỹ chiến thuật, chuẩn bị các phương án phòng ngự phản công, tăng cường thể lực cũng như sức va đập cho học trò. Đội tuyển nữ Việt Nam có lực lượng mạnh nhất cho trận ra quân. Trung vệ Trương Thị Kiều vẫn đang trong quá trình hồi phục, có thể ra sân thi đấu nhưng không chắc chắn đá chính. Các cầu thủ còn lại đều đạt 100% thể trạng. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chạm trán 3 trong 6 đội tuyển đứng đầu thế giới theo bảng xếp hạng FIFA, lần lượt gồm Đức, hạng 2, Pháp, hạng 5 và Tây Ban Nha, hạng 6. Đội tuyển nữ Mỹ, hạng nhất, sẽ là đối thủ hàng đầu tiếp theo mà đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán. Theo Opta, trận đấu giữa Mỹ và Việt Nam nhiều khả năng sẽ diễn ra một chiều, khi bóng chỉ lăn trên phần sân phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là bài toán rất khó khăn với các học trò của ông Mai Đức Chung, nhưng toàn đội đã lên phương án kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý để các cầu thủ có thể đứng vững trên sân Eden Park.